Xin kính chào quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc nhé. Hiện tại bây giờ đang là tầm chiều tối, hôm nay buổi sáng hôm nay thì là mình đã làm cái thủ tục để xuất viện cho hai mẹ con bé Hoa. Còn bây giờ mình sẽ đưa cháu Mỹ này, bé Hoa và mẹ bé Hoa để đi qua bên nhà anh Mạnh để nghỉ ngơi ở bên đấy. Tại vì mình giả giường bệnh rồi thì tối mình không còn ở đây được nữa. Mình qua bên đấy nghỉ 1-2 hôm để dưỡng bệnh cho mẹ, bao giờ khỏe thì mới mang về. Tại vì cần, nếu quãng đường nó xa cần phải có sức khỏe nó đảm bảo thì mới về được. Đấy. Đi. Cái gì đi này. Này đi à? Có cái này quà của hai mẹ con này. Cái này lấy vào ba lô. Cái này cái của hai mẹ con đúng không? Còn cái quạt để đấy hôm nào u lên mình gửi u mang về. Ba lô của con hay của bé Hoa? Cái nào của bé Hoa hai mẹ con thì mang hết. Không để đây nữa. Ba lô của bé Hoa đâu? Chuẩn bị đồ đi. Đây, mang ba lô ra đi, xuống đi, không tìm muộn. Cái này theo em là để gửi bưu điện về. Bưu điện á? Gửi bưu phẩm về, có một mấy hôm nó về nhiều đồ lắm. Cái này khoảng bao nhiêu cân đấy? Em thử nhất khoảng bao nhiêu cân này? 5-6 cân thôi, gửi tiền bưu điện về đi, không hôm nào về nhiều đồ lắm. Hôm nào về mỗi người một ba lô này, còn phải công dắt hai mẹ con này. Đâu bưu điện nó về tận nhà mà anh? Mình gửi về tận nhà mà. Hai cái trong tủ. Ở trong tủ sao nhỉ? Trong tủ hai cái. Ờ đúng rồi. Hai cái điều phải. Đúng rồi, đúng rồi, của hai mẹ con đấy. Đây mình sẽ nhờ em già sang cùng. Đi cùng để đưa hai mẹ con lên chỗ nhà anh Mạnh để nghỉ ngơi. Từ đây sang đấy có phải mười mấy cây đây thôi nhỉ? Hơn 10 cây, nhưng mà thôi qua bên đấy thì nhất thân nhì quen, không gì bằng là người thân quen. Qua bên đấy còn hơn là mình thuê ở ngoài, nhà nghỉ ở ngoài thứ ngoài nó vừa đắt đỏ, vừa tốn kém mà vừa ở đây thì nói chung là nó đông người ấy. Nó không an toàn lắm, thì đưa qua nhà anh Mạnh. Dạ. Vâng, cả hai mẹ con bị ạ. Hết pin này. Bây giờ đang ra cửa sau để bắt xe taxi rồi quý vị ạ. Đấy. Đúng đổi chuyến luôn nhỉ. Xe nó không vào trong này được sao anh? Tắt vào lên đi. 6-7 người thôi, có 6 người hay sao ấy. Được rồi, tắt vào lên đi. Lên đi, cho bà lên trước đi, cho nghỉ đi. Và bà cứ ngồi đây đi. Đưa bà đi. Đưa tôi biết đây này. Tôi biết kia. Anh. Vâng, taxi ạ. Dạ. Vâng. Dạ. Đây vừa đến đây anh Mạnh vừa đây quý vị. Đi anh Mạnh chuẩn bị ra đón này. Anh Mạnh kia rồi, anh sang đang lấy xe anh để bên kia kìa. Đấy xe anh để bên kia quý vị.
tao điện thoại đây mày lên đó. Lấy đi, lấy cái đồ vào cốp đã, lấy đồ vào cốp đi em. Đưa, đưa bà lên đi. Đây em ngồi vào đó đi. Đây cơ sở 1, cơ sở 2 anh. Đây cơ sở 1 hay cơ sở 2 của em nữa. Rồi. Đây là cửa hàng tóc của có con nhà anh Mạnh đây quý vị. Nào đi. Đây. Ra vào đây đã. Đâu vào được kìa anh. Từ ra hai mẹ con kia nha anh ấy. Đi. Chào hai em nhá. Đây. Đây bà mẹ con ở đây quá thoải mái. Mệt quá. Mệt bà mẹ mệt lắm rồi. Thế khám thì nó bảo là khám để không sao. Cứ là siêu âm tim rồi thì là phổi. Dạ dày không bị yếu, cứ như bị dạ dày ấy. Là kiểu như là hôm đói quá. Đây nhá, nước ở trong này nhá. Đây đây cái đây. Toàn hết trong này nhá. Đây. Tối thì bật. Có cái gì xuống bảo cô. Vâng, có gì xuống bảo cô nhá. Vâng. Đây nhá, đây này quá rộng, phòng quá rộng rãi luôn. Đau bụng hay sao đấy? Đây đau bụng à? Tí nữa ở đây đợi cô chú nấu cơm cho ăn. Có ấy đây, có cái dầu Phật Linh chú để trong ấy, trong cái ba lô vào đấy con đút vào rồi. Đấy phòng quá mát. Bảo bé đừng ra ngoài nhá, ngoài đây xuống cầu thang đấy bây giờ. Ở trong phòng thôi. Đấy. Đấy thế nhá, có gì là vệ sinh đấy nhá, bé vệ sinh hoặc mẹ vệ sinh là chỉ cho chú ấy nhá. Đấy, sau tí nữa là chú sẽ mang cơm lên này, mang nước lên này cho cả cho ba mẹ con uống. Đấy. Đây là mình là Bé Hoa này ăn được nhiều không? Bé Hoa có. Tuổi ăn tuổi lớn này ăn được nhiều đấy. Cười liên nhỉ. Cô gà mẹ ấy luôn ngon lắm cực kỳ ngon. Làm em bảo là anh Mạnh làm thức ăn cho đấy. Mẹ con bé Hoa đấy. Với cả con Mỹ. Bé Mỹ đây quay đây. Đây thức ăn anh Mạnh đây. Còn đâu thì thức ăn anh lấy đây. Đây. Đấy để con gà tiếp mẹ con bé Hoa đây. Đấy. Con Bí thì hôm qua mua mẹ những 10 cân cơ. Đây nhìn đây. Đấy. Đồ này là đồ. Anh Mạnh chủ yếu là để phục vụ bé Hoa. Một túi đấy. Bí xanh hôm sáng hôm nay đấy để nấu cho hôm nay. Không phải lo nữa. Riêng về nhà anh Mạnh thì em quá an tâm luôn. Đấy. Thịt gà trong ngoài cái xong nó bảo là phải kêu thịt gà.
Vâng. Không hai đứa kia thì. Vâng, còn đâu hai đứa bé thì là ăn thoải mái. Thoải mái. Còn bà là mổ mình mổ mắt ấy, mình nên kiêng tí ấy, kiêng cữ tí. Lại phiền đến anh chị ở nhà. Hôm qua bà ấy mệt bà không ăn đấy. Vâng đúng rồi, hôm qua mệt đấy. Bảo là con bé bé mỉ là mày ép bà ăn. Ăn đó bảo ngon. Ăn à, vâng ăn này ngon mà. Bà ăn bà còn dùng thuốc nhưng bà mới khỏi được. Đúng rồi, ăn. Hôm nay khỏe hơn rồi đấy. Hôm nay thì vâng. Sáng nay mang cơm lên rồi, ăn hết rồi. Em thử chất lượng xem em bốc mấy thịt em ăn xem anh ướp tẩm như thế nào. Em ngửi là em biết rồi. Không, em thử ăn xem anh ướp tẩm như thế nào, nó ngon như thế nào. Không, em ngửi, nó ngửi mùi thơm thôi. Tỏi, hành, ngũ vị hương, ướp vào nước hàn. Đấy, ướp vào xong cho tủ lạnh độ khoảng nửa tiếng, xong bắt đầu mình cho vào rang. Càng đúng đủ thời gian à? Ờ, quá tuyệt vời. Chuẩn luôn. Đấy, có phải là nó ra ngoài hàng nó khác chứ ở nhà mình nó khác. Về phiền nhà anh chị quá nhỉ. Các bạn anh chị quý các tất cả các em các cháu ra là các chị anh chị tự tay nấu ăn luôn cho hai mẹ con với cả bé Mỹ.